Xin chào các bạn, hôm nay là ngày 20 tây tháng 5 năm 2020 và là ngày thứ tư tại Hoa Kỳ, thường đang ở Cali Và thật ra hôm nay thì công ty cũng có khá nhiều công việc cho nên thường làm video cũng rất là dễ cho nên video này sẽ là một cái video ngắn Và thường sẽ hẹn gặp lại các bạn trong một video kế tiếp dài hơn để chúng ta chia sẻ thêm về tình hình của thị trường Nhưng mà trong video này chúng ta chủ yếu sẽ chú tâm tới một cái đề tài mà rất sôi động bây giờ đó chính là có một số lượng đồng BTC bắt nguồn từ năm 2009 đã di chuyển và nhiều người bây giờ thì cho đây là số tiền của Satoshi Nakamoto nhiều người nói là không phải thì có rất nhiều bạn hỏi Thuận là Thuận hãy chia sẻ về vấn đề này Thuận nghĩ sao về cái số tiền được di chuyển này có phải là của Satoshi Nakamoto hay là không và đây chính là đề tài của video ngày hôm nay nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì các bạn đừng quên những cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Và trở lại với lại cái đề tài này thì các bạn thấy là đề tài này bắt nguồn từ một cái thuyết bởi Well Alert. Các bạn thấy được là Well Alert đã đưa ra một cái thuyết ngày hôm nay vào khoảng chừng là 7 giờ 54 sáng nói là có 40 đồng BTC tương đương giá trị là 391.055 USD đã di chuyển và cái số tiền này là bắt nguồn từ năm 2009. Cho nên nhiều người cho là số tiền này là của Satoshi Nakamoto và đương nhiên có rất nhiều người đã comment ở trên cái thuyết này và đã gây ra một cái sự tranh cãi. Thì chúng ta hãy nhìn vào cái giao dịch này các bạn thấy được giao dịch này trên blockchain cho thấy là giao dịch ngày hôm nay ngày 20 tây tháng 5 năm 2020. Và 50 đồng Bitcoin này các bạn thấy là 40 đồng thì di chuyển qua một cái ví khác 10 đồng còn lại thì di chuyển qua một cái ví gọi là multisig có nghĩa là một cái ví mà cần nhiều chữ ký để mà kích hoạt Thì đây là nơi mà 50 đồng BTC này đã đến và 50 đồng BTC này các bạn thấy được là nguồn gốc thì bắt đầu rất là sớm, bắt đầu từ năm 2009 là được đào vào ngày 9 tháng 2 năm 2009 50 đồng BTC như là các bạn nhìn thấy trên màn hình Cho nên nhiều người cho là cái số lượng BTC này đào rất là sớm Có thể nói là khoảng chừng một tháng sau khi mà mạng lưới mainnet của Bitcoin được kích hoạt Cho nên nhiều người cho là số tiền này là có khả năng đến từ Satoshi Nakamoto Thì đã có rất nhiều bài viết ngày hôm nay chia sẻ về vấn đề này Và chúng ta lấy bài viết của Coin Telegraph để mà làm ví dụ Các bạn thấy được là Cointelegraph thì nói là đây có thể là cái số lượng tiền được di chuyển trên mạng lưới Bitcoin mà có xuất xứ lâu đời nhất cho nên đây là một cái tài liệu mà nhiều người rất quan tâm và nếu như thực sự là cái số tiền này là của Satoshi Nakamoto thì đương nhiên đây là một cái tin tức rất là chấn động tại vì các bạn thấy được là nhiều người tin tưởng là Satoshi trong tay nắm giữ rất nhiều BTC và nếu như mà ông ta có ý định bán thì thị trường sẽ như thế nào nhưng mà các bạn cũng không cần phải lo lắng quá Thường sẽ chia sẻ cảm nghĩ của Thuận về vấn đề này Nhưng mà các bạn thấy được là Content Graph thì nói là cái số lượng tiền này đào rất là sớm Cho nên những người mà có thể sở hữu được số tiền này là Hào Phi Nhưng mà thật ra là Hào Phi Người này đã qua đời Các bạn cũng đã biết là Hào Phi là người mà nhận được đồng bịch con đầu tiên từ Satoshi Nakamoto Nhưng mà bây giờ ông ta đã qua đời thì đương nhiên hoàn toàn có thể là vợ ông ta hay là gia đình ông ta lưu trữ ví cá nhân của những cái Bitcoin mà ông ta đã đào khi mà Bitcoin mới vừa bắt đầu từ năm 2009. Người kế tiếp là Marty Mommy và đương nhiên người thứ ba Cointelegraph nói có thể là Satoshi Nakamoto tự di chuyển số tiền này một giả thuyết nữa được đưa ra nhưng mà giả thuyết này hầu như là không ai chấp nhận đó là giả thuyết là có một người đâu đó đã có thể là hát được mạng lưới của Bitcoin có nghĩa là đã có thể dùng một cái cách nào đó để mà lấy được khoa cá nhân nhưng mà điều này là một điều mà cái phần trăm xác suất cực kỳ thấp tại vì nếu như mà có một người nào đó có thể là hát được mạng lưới Bitcoin thì tại sao chỉ di chuyển có 50 đồng BTC và tại sao lại di chuyển những đồng BTC từ những ngày đầu tiên làm như vậy thì có thể là gây ra nhiều sự chú ý nếu như mà họ hát những Bitcoin có cái xuất xứ gần đây hơn thì sẽ có ít người chú tâm đến hơn cho nên cái việc mà một người nào đó có thể hát để mạng lưới Bitcoin là một cái xác suất thì bây giờ mọi người cho là rất là thấp cho nên bây giờ không ai quan tâm tới cái giả thuyết này giả thuyết mà nhiều người quan tâm tới đó chính là có phải là Satoshi Nakamoto di chuyển hay là không thì các bạn thấy được là có rất nhiều những người mà nổi tiếng trong thị trường crypto Những người mà đã tham gia Bitcoin từ những ngày đầu tiên đã lên tiếng Trong đó chúng ta có Nick Carter Nick Carter là co-founder có nghĩa là người đồng sáng lập và Coinmetrics Chúng ta cũng đã từng chia sẻ rất nhiều tài liệu từ Coinmetrics Thì Nick Carter nói là Đương nhiên là chúng ta không có cách nào chứng minh được 100% là số tiền này không phải đến từ Satoshi Nakamoto Ngoại trừ là Satoshi Nakamoto tự hiện diện và sau đó nói là không phải là tôi di chuyển số tiền này Nhưng mà chúng ta bây giờ cũng không có dẫn chứng cho thấy là số tiền này là của Satoshi Nakamoto Tại vì khi mà Satoshi đào thì có một số những cái ví mà mọi người đã quan tâm đến từ bấy lâu nay cho thấy được là Satoshi đào trong cái dùng số lóc này để nói một cách đơn giản thì các bạn thấy được là Nick Carter đưa ra một cái hình như là các bạn nhìn thấy trên màn hình thì cái hình này Nick Carter nói là mỗi lần mà Satoshi đào thì đi theo một cái mẫu gọi là Patoshi pattern nhưng mà cái số tiền mà được di chuyển ngày hôm nay không nằm trong những cái số ví mà nhiều người cho là của Satoshi các bạn nhìn thấy trên màn hình những cái mũi tên màu đen này là những cái ví những cái Bitcoin mà nhiều người cho là của Satoshi và có rất nhiều người là theo dõi những cái ví này. Nhưng mà cái mũi tên màu đỏ đó chính là cái số lượng BTC được di chuyển ngày hôm nay thì không phải nằm trong danh sách ví mà nhiều người cho là của Satoshi Nakamoto. Và Nick đời cũng đã nói là có thể là nhiều người chưa từng nhìn vào cái số lượng Bitcoin mà thuộc về Satoshi Nakamoto tại vì khi mà chúng ta đọc tin tức thì tin tức nào cũng nói là Satoshi có thể giữ trong tay là hơn 1 triệu đồng BTC. Nhưng mà Thật ra cái số lượng BTC mà của Satoshi là một cái số lượng Bitcoin mà vẫn đang được tranh cãi Các bạn thấy được là không ai biết chắc chắn được là cái ví nào là của Satoshi đương nhiên đây là một cái sự tin tưởng ở trong ngành là Satoshi có khoảng 1 triệu BTC Nhưng mà sự thật Satoshi có BTC nằm trong ví nào không ai biết được Và các bạn có đã nhớ là ở trên Contagraf nói là có ba người là có khả năng sở hữu đầm BTC này đó chính là Hal Finney hay là gia đình của Hal Finney cái đó là Marty Mommy và Satoshi Nakamoto Thì các bạn cũng đã biết là Hal Finney đã qua đời Cho nên Hal Finney đương nhiên hôm nay không thể nào mà phát biểu được Còn Satoshi Nakamoto thì đã mất tích Cho nên chúng ta cũng không thấy Satoshi ra phát biểu Nhưng mà có một người vẫn có thể lên để mà phát biểu Đó chính là Marty Mommy Và các bạn có thể thấy được là Marty Mommy đã lên trên Twitter ngày hôm nay Và phát biểu là cái số lượng Bitcoin này không phải của ông ta và một điều khác nữa mà ông ta nói là Cointelegraph đã nói sai đó chính là cái số lượng người mà tham gia vào đào Bitcoin năm 2009 là rất nhiều có thể là tới mấy chục người chứ không phải là chỉ ba người như mà đã được nói tới trong bài viết của Cointelegraph và Marty Mommy đã bắt đầu đào Bitcoin từ tháng 4 năm 2009 chứ không phải là tháng 2 cho nên cái số lượng BTC được di chuyển 50 BTC này là không phải của ông ta Thì đối đầu với những cái dẫn chứng này Các bạn nghĩ là cái số tiền này có phải là của Satoshi Nakamoto hay là không Thì đối với Thuận tuy đây là một cái tin tức mà có thể là gây ra nhiều xôn xao Là một câu chuyện mà thu hút được rất nhiều người quan tâm đến Nhưng mà đối với Thuận thì cái số tiền này Thuận không nghĩ là của Satoshi Nakamoto Tại sao thì để Thuận chia sẻ một số cảm nghĩ cá nhân Ngoại trừ những điều mà được nói tới bởi Nick Carter hay là Marty Mommy Thì đối với Thuận các bạn thấy được là Bitcoin đã ra đời 11 năm và đừng nói tới là 11 năm qua trong vòng chỉ có 3 4 năm qua thôi là giá cả các bạn thấy là đã có cái sự dao động cực kỳ lớn các bạn thấy đi từ là dưới 1.000 đô lên 20.000 đô xuống 3.000 đô lên 14.000 đô rồi lại xuống 3.000 đô bây giờ lại trở lại cái mức là các bạn thấy là khoảng 9.500 đô thì trong vòng chỉ có 4 năm đã dao động rất là nhiều chứ đừng nói tới trong vòng 11 năm qua từ không có giá trị mà lên tới cái mức hiện tại thì nếu như các bạn là Satoshi Nakamoto thì trong vòng 11 năm qua các bạn không di chuyển bất cứ Bitcoin nào thì tại sao bây giờ các bạn lại muốn lộ diện và di chuyển cho số lượng Bitcoin đó nếu như các bạn đã có thể thấy Bitcoin từ 0 đô la lên tới 20.000 đô mà cũng không bán hay là không di chuyển thì tại sao bây giờ lại di chuyển các bạn thấy được là bây giờ cũng không phải là cái giá thấp nhất mà cũng không phải là cái giá cao nhất trong lịch sử của Bitcoin đó là điều đầu tiên điều thứ nhì nữa là các bạn thấy là tại sao chỉ di chuyển có 40 đồng BTC thì có một số bạn nói là di chuyển chỉ có 40 đồng BTC có thể là chỉ là thử nghiệm nhưng mà thử nghiệm thì chỉ cần là thử nghiệm một đồng BTC là đủ chứ không cần phải thử nghiệm 40 đồng BTC nếu như mà Satoshi là một người mà ẩn danh không muốn mọi người biết đến thì tại sao lại di chuyển đồng BTC mà được đào có thể nói là trong cái tháng đầu tiên khi mà Bitcoin bắt đầu ở trên Mainnet net Tại sao mà không di chuyển những cái Bitcoin mà có cái lịch sử gần hơn? Điều đó sẽ làm cho ít người chú ý đến hơn. Mình thấy được là vừa di chuyển cái số lượng Bitcoin từ năm 2009 thì mọi người đã bắt đầu xôn xao thì nếu như mà Satoshi là một người mà quan tâm đến cái sự ẩn danh của mình thì không có lý do nào mà lại di chuyển cái số lượng Bitcoin từ những ngày đầu tiên. Và các bạn thấy được là Satoshi thì danh tính như thế nào không ai biết được là đàn ông hay là đàn bà, là một người hay là một nhóm người cũng không ai biết và tại sao là mất tích cũng không ai biết và nếu như các bạn nhìn vào lịch sử của BTC thì lý do tại sao mà Satoshi ẩn danh mất tích thì có thể là có một số lý do có thể là ông ta đã qua đời nhưng một lý do khác mình cảm thấy là hợp lý hơn đó chính là ông ta không muốn mọi người biết ông ta là ai Tại vì Satoshi Nakamoto sau khi mà tạo ra Bitcoin thì cũng đã bắt đầu thấy được những ngày đầu tiên thì Bitcoin cũng đã bị một số những chính phủ bắt đầu là nhìn vào và nếu như mà Satoshi là một người mà không ẩn danh thì Satoshi hoàn toàn có thể là có nguy cơ bị bắt và bắt buộc là phải giải tán mạng lưới Bitcoin ở thời điểm mà mới bắt đầu khởi đầu cho nên một những lý do tại sao mà thường nghĩ Satoshi ẩn danh đó chính là sợ liên quan đến những rắc rối đến từ các chính phủ cho nên vì những lý do đó thường không tin là 40 đồng BTC này là của Satoshi Nakamoto các bạn nghĩ như thế nào? Các bạn có tin hay là không? Mình hãy comment ở phía dưới nhưng mà đối với Thuận thì các bạn thấy được là cái số tiền này hoàn toàn có khả năng là một cái người đào nào đó đã đào từ những ngày đầu tiên Nhưng mà bây giờ lại kiếm được cái khóa cá nhân cho nên đã di chuyển cái số tiền này Hay là một người nào đó đã lưu trữ cái số lượng BTC này từ bấy lâu nay nhưng mà bây giờ lại nhớ tới Và bây giờ lại dùng số tiền này để mà di chuyển để có thể đầu tư vào những cái mảng đầu tư khác Hay là hoàn toàn là có thể là của những cái gia đình, những người mà đã đào từ năm 2009 có thể là người đó qua đời rồi bây giờ là gia đình mới kiếm có khóa cá nhân cho nên mới di chuyển cái số lượng BTC này có rất nhiều và rất nhiều lý do các bạn thấy có thể giải thích được là tại sao cái số lượng 40 đồng BTC này lại được di chuyển còn về Satoshi thì thông biết là có rất nhiều người rất là quan tâm đến cái vấn đề là Satoshi Live là nhưng mà đối với Thuận thường cũng không quan tâm đến Satoshi Live đối với Thuận là lý do tại sao mà Satoshi mẫn danh thì tụi cũng không quan tâm đến nhưng mà vì cái sự ẩn danh của Satoshi Nakamoto vì chúng ta không biết được là ai tạo đồng BTC đã khiến cho đồng BTC có rất nhiều lợi thế các bạn thấy được là đồng BTC vì không có ai đứng đầu cho nên đây là một mạng lưới có thể nói là hoàn toàn phi tập trung nếu mà chính phủ muốn tìm người đại diện cho đồng BTC thì cũng không biết là tìm ai các bạn thấy được là những cái Dự án khác thì chính phủ hoàn toàn có thể kiếm cái người đứng đầu như là các bạn thấy là Litecoin thì có Charlie Lee, XRP thì có Brad Galinghouse, Cardano thì có Charles Hoskinson, Ethereum thì có Vitalik Buterin. Các bạn thấy được là tất cả những đồng lớn khác thì đều có người đứng đầu ngoại trừ là BTC. Cho nên đồng BTC bao nhiêu năm qua tuy là không có người đứng đầu nhưng mà vẫn tiếp tục sống sót tiếp tục phát triển, tiếp tục chứng minh được là một mạng lưới mà có khả năng sinh tồn rất là cao, mặc dù là bị rất nhiều vấn đề trong vòng 11 năm qua, gặp rất nhiều đối thủ, gặp rất nhiều những chính phủ liên tục đàn áp, nhưng mà cuối cùng các bạn thấy là 11 năm sau vẫn tiếp tục có thể hoạt động được và tiếp tục có giá trị. Còn về vấn đề mà Bitcoin xuống giá ngày hôm nay thì có một số người nói là tại vì liên quan đến là nhiều người lo ngại là cái số tiền này di chuyển là của Satoshi Nakamoto cho nên mọi người đi bán. Thường thì không nghĩ như vậy, thường nghĩ là cái vấn đề mà giá cả đi xuống ngày hôm nay của BTC bây giờ là ở mức 9 bảy Thì cũng không có liên quan gì đến cái tài liệu là có cái số lượng đồng BTC di chuyển từ năm 2009 Các bạn nghĩ sao? Thì hãy comment ở phía dưới Và đây là những gì mình muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay à, Nếu như các bạn là một trader mà các bạn muốn ủng hộ thuận capital Các bạn có thể tham gia các sàn giao dịch thông qua link ở phía dưới video này Thì các bạn có thể tham gia những sàn margin như là sàn NAPX và sàn Bybit tham gia sàn nfx bằng cách bấm vào link tham gia sàn Sau khi mày đăng ký thành công thì các bạn có thể bấm vào cái nút kế bên để đăng ký vào nhóm nhận hỗ trợ cũng như là cái tín hiệu trade miễn phí thông qua Telegram Tuy nhiên là giao dịch margin có rất nhiều nguy hiểm, các bạn có thể có được lợi nhuận cao nhưng mà nguy hiểm cũng rất cao, các bạn có thể là long đánh lên hay là short đánh xuống thị trường lên xuống các bạn đều có thể là kiếm được lợi nhuận nhưng mà chơi margin không phù hợp như những bạn mới chỉ phù hợp như những bạn nào mà có kinh nghiệm trading nếu như các bạn muốn giao dịch altcoin, các bạn có thể tham gia sàn Binance, tham gia thông qua link của tụi Capital ở phía dưới các bạn có thể là được giảm 10% phí giao dịch. Sau khi mà giao dịch, sàn sẽ trả lại 10% vào trong ví của các bạn. Ba sàn này, Starbucks, Bybit và Binance là ba sàn quốc tế. Nếu như mà các bạn là một người ở Hoa Kỳ, các bạn có thể tham gia sàn Coinbase bằng cách ta bấm vào nút đăng ký thông qua link ở phía dưới video này. Và ngoại trừ các video các bạn có thể tìm thấy các bài viết của đội Thuận Capital ở trên trang web thuậncapital.com và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn